Kính chào quý vị và ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm tấn thảm kịch bởi cả tin vào đảng. Sự kiện Đồng Tâm sau khi phiên tòa có tính chất chu di tam tộc, trả thù đẫm máu cả ba thế hệ trong gia đình của đảng viên cụ Lê Đình Kình đã khiến cho dư luận sôi sục phẫn uất. Một người dân ở phố Hàng Bột, Hà Nội nêu cảm nghĩ về cụ Lê Đình Kình với một lời đề nghị rất giản dị: hãy đối xử với tôi như một con người. Vợ con, họ hàng, người làng Hoành và cả những người từ xa tới gặp cụ Kình đều khẳng định rằng cụ tin Đảng Cộng sản Việt Nam một cách tuyệt đối. Đây là hình ảnh một trong số rất nhiều băng rôn của người dân Đồng Tâm bày tỏ sự tin tưởng vào chính sách và đường lối của Đảng theo đúng tinh thần của cụ Lê Đình Kình. Cụ Kình tin vào chiến dịch chống tham nhũng, tất cả những việc cụ làm, đoàn kết dân chúng, lập tổ đồng thuận để góp sức vào chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Cụ tin vào cấp trên một cách sáng suốt, công minh. Cụ là một nạn nhân điển hình của một đảng viên vì quá tin vào Đảng một cách vô điều kiện. Dàn tuyên giáo của Đảng Cộng sản với công suất cực lớn, dòng dã, trường kỳ, lặp đi lặp lại những lời lẽ giáo điều, dối trá. Văn học, sân khấu, điện ảnh, hội họa, âm nhạc, hùa theo bợ đỡ, liếm gót giày tuyên giáo. Tiểu thuyết, thi ca, phim ảnh, kịch nghệ, phóng sự đều được đúc ra từ cái khuôn hiện thực xã hội chủ nghĩa. Tức là những nhân vật phản diện thường không phải là đảng viên. Nếu là đảng viên, thường là cấp phó như phó bí thư, phó chủ nhiệm, phó chủ tịch, phó giám đốc, phó khoa hoặc phó phòng. Bọn này thủ ác, cơ hội, tham ô, ngoại tình hoặc bẩn thỉu, hoặc đốn mạt, hoặc nhiếc mác, bê tha. Nhưng đảng viên cấp trưởng hoặc cấp cao hơn là những nhân vật chính diện. Họ anh minh, sáng suốt, công bằng, nhân văn và luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, chặn bàn tay kẻ ác. Kết thúc câu của Hậu, người ngay thẳng, chiến thắng. Và cụ Kình đã tin như vậy. Cụ hiểu đất đồng xanh, cụ tin vào sự thật, cụ tin vào Đảng Cộng sản và vào cấp cao hơn nữa, thậm chí là cao nhất, luôn anh minh, sáng suốt, công bằng. Cụ Kình là một thí dụ điển hình của một đảng viên, nông dân miền Bắc, được kết nạp vào những thập niên 1950-1960. Họ lam lũ, thành thật, tận tụy và gương mẫu. Họ bị nhồi sọ và tẩy não, học ít, ít đọc, ít suy tư, bữa ăn gia đình trở thành buổi kiểm điểm đảng viên. Tầm quan sát của họ chưa vượt khỏi lũy tre làng, tầm tư duy chưa khỏi làng quê. Cụ Kình đã tin vào Đảng một niềm tin sắt đá như người Công giáo tin vào đấng Chúa cứu thế. Niềm tin này đã biến cụ thành nạn nhân bi thương, một bi kịch khổng lồ của giáo điều. Giáo điều đã đẻ ra lớp người như cụ. Trong môn học giao tiếp cho học sinh cuối cấp phổ thông ở Mỹ dạy, khi đi chơi với bạn, thấy anh ta đá con chó bên đường, ném con chim đang đậu trên cây hay sỉ nhục, lọc lừa người khác, đừng nghĩ rằng hắn sẽ không sử dụng những hành vi bất hảo đó với mình. Khi có cơ hội, hắn sẽ đá mình như đá chó, hắn sẽ chọi đá vào đầu mình như đá ném chim, hắn sẽ nguyền rủa, sỉ nhục, lọc lừa mình như đã làm với những người khác như vậy. Đây là hình ảnh vào năm 2017, cụ Lê Đình Kình đã bị nhà nước lừa ra đồng xanh, đánh gãy chân và khi ông xuất viện trở về, được dân làng Đồng Tâm mừng đón kính trọng như một lãnh đạo tinh thần. Hình như cụ Lê Đình Kình và những đảng viên khác bận nghiên cứu nghị quyết chi bộ mà quên học bài học phổ thông căn bản này. Đảng đã lừa cụ Kình ra đồng xanh rồi cho côn đồ đánh gãy xương đùi, cụ vẫn tin Đảng. Tin đến mức Đảng dùng súng nòng to như cổ tay bắn thẳng vào tim, bắn vào đầu gối đứt lìa rồi cho chó tha xác cụ đi, mổ phanh thây cụ để thể hiện tang chứng. Nhưng nếu được đội mổ sống lại, biết đâu cụ vẫn một lòng sắt son với Đảng. Chẳng cần mất nhiều thời gian tìm tòi, chỉ nhìn lại vài cách hành xử của Đảng trong thời gian gần đây, các đảng viên có suy ngẫm gì không? Cỡ Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang cứ lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử do một bệnh lạ hoặc loài virus hiếm. Cỡ Đinh Thế Huynh bỗng chốc thập tử nhất sinh, hay trong nháy mắt hóa thân tàn ma dại, hay như Nguyễn Đức Chung bị sỉ nhục trước quốc dân và đồng bào. Cứ cho rằng Thăng đã phạm tội, Trung phạm pháp, nhưng chẳng lẽ Đảng lại không thể đối xử với Thăng, với Trung tử tế hơn hay sao? Đảng luôn giao giảng với lòng cao thượng, nhưng ti tiện với Thăng đến mức cha chết, Thăng không được về nhìn mặt cha lần cuối. Đảng giao giảng với lòng nhân ái, về tính nhân văn, nhưng Đảng trà đạp lên tang lễ, hương hồn của những đảng viên lão thành khác chính kiến. Hương hồn cụ Kình, hãy tỉnh thức. Các đảng viên và những người nhân dân Việt Nam hãy tỉnh thức, ngồi xuống đăm chiêu mà mở sách ra, đọc lại những bài học giản dị, phổ thông và căn bản. Ném mớ lý thuyết giáo điều chủ nghĩa Marx Lenin vào thùng rác, bởi đó là lời của kẻ mắc chứng hoang tưởng
bị hại. Đây là hình ảnh cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh được chữa trị tại Trung tâm Y tế Đại học Washington sau khi bị đầu độc bằng chất phóng xạ AES đã được tiến triển thành ung thư máu bạch cầu cấp vào cuối năm 2014. Ông được đưa về Việt Nam vào tháng 1 năm 2015 và chết một tháng sau đó. Ai cũng có thể hiểu rằng Đảng đã nhào nặn nguyên nhân cái chết của Bá Thanh và Đại Quang thì Đảng sẽ điếm đàng với chính mình. Đảng ập vào phòng ngủ riêng của đảng viên cụ Lê Đình Kình lúc nửa đêm về sáng thì Đảng cũng chui mũi vào phòng ngủ của mình. Đảng dùng nòng súng to như cổ tay bắn nát tim đảng viên Kình thì Đảng cũng sẽ bắn vỡ tim mình như vậy. Đảng cho chó tha xác đảng viên Kình thì Đảng cũng sẽ cho chó tha xác của mình như vậy. Đảng bắt Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng như cách người ta đi bắt lợn, trói chặt rồi lôi ra khỏi chuồng. Trước tòa, Thăng đã phải thẳng thốt lời kêu cứu như sau: "Hãy đối xử với tôi như một con người." Hỡi 90 triệu đồng bào nhân dân Việt Nam, có bao nhiêu người là lợn, bạn tự hỏi như vậy. Và đôi dòng như nén tâm nhang gửi tới hương hồn cụ Kình. Phạm Dân, Hàng Bột, Hà Nội. Ở một góc nhìn khác, tiến sĩ Tô Văn Trường thì đặt câu hỏi liệu có một thế lực nào đó cố tình gây ra vụ xử này để gây chia rẽ sâu sắc giữa nhân dân với giới cầm quyền, làm giảm sức đề kháng của Việt Nam trước sức ép bá quyền của Trung Quốc trong một thế giới đang xung đột để phân bố lại ảnh hưởng hay không? Người dân am hiểu pháp luật ngạc nhiên là phiên tòa quan trọng như vậy mà thiếu hai nội dung quan trọng nhất là nhân chứng và thực nghiệm hiện trường. Tiến sĩ Tô Văn Trường đã nêu ra vấn đề. Lẽ nào các chiến sĩ trực tiếp tham gia vụ tấn công vào làng Hoành lại không ra tòa làm nhân chứng, khẳng định hành vi tội của bị cáo và chứng minh sự đúng đắn của việc phải nổ súng, tiêu diệt cụ Kình, cũng như tận mắt chứng kiến các đối tượng đổ xăng đốt ba chiến sĩ công an ngã xuống hố? Lẽ nào để xác định được nguyên nhân kết tội bỏ lại thực nghiệm hiện trường xem liệu có khớp với lời khai của bị cáo hay không? Phải trọng chứng hơn trọng cung chứ, đấy là cách chưa thể bị ép cung hay nhục hình trong tù. Đây là hình ảnh bà Bùi Thị Nối, con nuôi của Lê Đình Kình phát biểu trong phiên tòa. Trong số các bị can nói lời sau cùng, theo tường thuật của giới luật sư tham gia phiên tòa, có hai người không nhận tội như bản cáo trạng, đặc biệt là bà Bùi Thị Nối, một nông dân ít học, lam lũ, con nuôi của cụ Lê Đình Kình, khi phát biểu cũng rất điềm tĩnh, minh mẫn đến lạ thường. Bà nói, bố tôi đã 58 năm tuổi đảng, trong giữa thời bình này lại phải hy sinh với ba đồng chí khác. Bốn đồng chí hy sinh giữa lúc thế giới thanh bình như có chiến tranh và không phải chết bởi kẻ thù. Như tôi đây, một vết đạn bắn vào ngực đau lắm, nhưng tôi không chết và tôi chỉ mong chúng ta sẽ có một lựa chọn sáng suốt, một con đường mới tốt đẹp hơn. Vị tiến sĩ này nói tiếp như sau, nói đến tầng lớp nông dân Việt Nam, tôi nhớ trước đây có lần đàm đạo riêng với nhà nghiên cứu Việt Phương để rồi rút ra kết luận về 10 điểm nhất như sau. Cống hiến nhiều nhất, hy sinh lớn nhất, hưởng thụ ít nhất, được giúp kém nhất, bị đè nén thảm nhất, bị tước đoạt nặng nhất, cam chịu lâu dài nhất, tha thứ cao cả nhất, thích nghi tài giỏi nhất, năng động cả tin nhất. Nói đến chuyện tòa án, ở nước ngoài người ta tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tranh tụng bình đẳng, công khai giữa các bên. Ở ta thì chánh án chủ tọa có quyền đuổi luật sư ra khỏi phiên tòa. Ở nước ngoài, quan tòa chỉ là người ngồi xem bên buộc tội, tức là cơ quan truy tố, và bên gỡ tội là luật sư tranh luận. Bên thắng là bên có lý lẽ, có chứng cứ thuyết phục, buộc bên thua phải thừa nhận. Khi đó quan tòa mới dở điều luật ra để áp dụng. Bồi thẩm đoàn ở các nước là những cá nhân lựa chọn ngẫu nhiên trong dân chúng sẽ bỏ phiếu biểu quyết. Đây là hình ảnh đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa có ông Lại Việt Đông bên phải và Đỗ Hoàng Giang bên trái. Bồi thẩm đoàn cũng phải hoàn toàn khác với hai vị hội thẩm nhân dân của ta. Họ không ngồi chung với tranh án và số lượng thành viên phải đủ lớn, bỏ phiếu kín sau khi nghe tranh biện để đảm bảo tính khách quan. Bồi thẩm đoàn bỏ phiếu chỉ xác định có tội hay không có tội. Quan tòa chỉ áp định mức hình phạt do luật định khi bị cáo bị phán quyết có tội. Bản chất của những nguyên tắc tố tụng kể trên xuất phát từ bản chất chân thực là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Khi nhân dân, mà ở đây là bồi thẩm đoàn, nói một người vô tội là họ vô tội. Nước ta đã thực hiện một cải cách tư pháp hơn 10 năm rồi. Một số nguyên tắc tố tụng tiến bộ của nhân loại đã được tiếp thu và ghi lại trong luật tố tụng. Nhưng oan nghiệt thay, kẻ chấp pháp đã ngồi xổm lên nó. Trong đạo luật làm người thì đạo lý và pháp lý là hai trụ cột căn bản để phân biệt cảnh giới tiến hóa của mỗi cá nhân. Chớ trêu thay, có không ít kẻ đã khoác áo quan nhân chỉ lo cho cái ghế của mình, đã cố tình không hiểu pháp lý
mà còn chẳng biết đạo lý là gì, đã khiến cho tấm gương phụ mẫu hoen ố, chính sự phiền hà, lòng dân ly tán. Nếu những người cầm quyền tiếp tục phạm sai lầm, cố tình kết tội bằng được dù không có đủ căn cứ và xác đáng để khỏa lấp sai lầm của mình, thì vụ án sẽ không bao giờ có thể kết thúc được, kể cả sau khi thi hành án. Nhân dân thấy công lý bị chà đạp công khai, càng thêm mất lòng tin vào nhà cầm quyền, dù là lập pháp, hành pháp hay tư pháp. Để mất lòng tin vào đảng lãnh đạo, nhất là năng lực và giải quyết đúng đắn các mối quan hệ với dân, đó là thất bại lớn, rất lớn của cả hệ thống chính trị, vượt ra khỏi mọi tính toán của những người cầm quyền. Tiến sĩ Tô Văn Trường đã nêu ra nhận định như vậy. Còn tiến sĩ Nguyễn Quang A thì vắn tắt hơn, ông viết, một nền tư pháp thối nát. Đây là hình ảnh khuôn mặt đầy vết thương của ông Lê Đình Công trên đài VTV bên phải và điều tra viên Phạm Việt Anh bên trái, người mà ông Lê Đình Công khai rằng đã dùng rùi cui đánh ông suốt 10 ngày như một. Tổng cộng có 19 người dân đồng tâm cho biết họ đã bị đánh đập ép cung. Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ với một câu đơn giản là không có cơ sở. Thứ nhất là công an vi phạm pháp luật, đang đêm vào nhà dân mà không có quyết định khẩn cấp của cơ quan chức năng theo đúng trình tự pháp luật, vi phạm nghiêm trọng hiến pháp về quyền bất khả xâm phạm nhà ở. Tức là công an đã phạm pháp ngay từ đầu và bây giờ họ tự nhận là theo kế hoạch đã được Lâm Trung phê duyệt. Điều tra bậy bạ, viết ra những điều không thể xảy ra như châm lửa vào chậu xăng rồi đổ xuống hố, ép cung, tra tấn, đánh đập và không cho luật sư tiếp cận đến toàn bộ hồ sơ điều tra là các băng ghi hình và vài hồ sơ khác, tức là vi phạm trắng trợn luật tố tụng hình sự. Hai là viện kiểm sát không đáp ứng được yêu cầu hợp pháp của các luật sư về tiếp cận hồ sơ. Thứ ba là tòa án vi phạm trắng trợn như không cho luật sư tiếp xúc với thân chủ chỉ sau khi các luật sư công khai phản đối và cả thế giới biết thì mới buộc phải tuân theo luật một chút. Dùng tài liệu video do an ninh giàn dựng không có trong hồ sơ để giả làm bằng chứng hay làm tài liệu ảnh hưởng đến diễn biến của phiên tòa, một kiểu sáng tạo quái gở chưa từng thấy trong lịch sử của tòa án. Vi phạm bản thân luật tố tụng hình sự do chính Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra trong rất nhiều khía cạnh. Thứ nhất là trọng chứng hơn trọng cung và suy đoán vô tội. Thứ tư là báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay vì phải phân biệt rạch ròi hai loại bài A là phản ánh sự thật và B là đưa bình luận chủ quan của chuyên gia, thì báo chí ông Trọng và ông Thưởng đã đóng vai trò quan tòa luôn lặp lại ý kiến của Bộ Công an như con vẹt. Tất cả những chuyện này chỉ thay đổi nếu chế độ công an trị của Trọng, Thưởng, Lâm, Trung và những người chủ mưu thực sự của vụ thảm sát Đồng Tâm và vẽ ra phiên tòa ô nhục này để lấp liếm tội ác của chúng chấm dứt. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã khẳng định như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đồng Tâm tấn thảm kịch bởi cả tin vào Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.